Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong vòng có mấy ngày mà tình thế đã thay đổi đến chóng mặt. Dân chúng hờ mông ở các nơi kéo nhau về nùng xín đông nghìn nghịt, số lượng đã lên đến mấy nghìn người. Các thế lực cầm đầu tự xưng là tổ công tác của Đức Vua nằm trong đường dây do bọn phản động nước ngoài tổ chức. Chúng lợi dụng việc Sùng A Triệu bị bắn chết, lấy cớ xúi dục đồng bào chống đối chính quyền. Chúng tung tiền và lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào hơm mông các nơi đưa họ đến Nùng Xín, tụ tập đông người đòi thành lập Vương quốc Hơm Hồng. Mông. Giám đốc công an tỉnh quyết định thành lập ban chỉ đạo giải quyết vấn đề tụ tập đông người tại Bình Thanh. Trung tá Bản Văn Lung được giao nhiệm vụ làm trưởng ban. Nhiệm vụ trước mắt của ban chỉ đạo là gấp rút điều tra những kẻ cầm đầu tổ công tác của Đức vua Hơm Mông đang có mặt ở Nùng Xín. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết lốc rừng của nhà văn Vũ Quốc Khánh với giọng đọc Thu Loan. Đêm hôm ấy, bản Văn Lung không sang ngủ được. Hàng mấy nghìn người bị kẻ xấu dụ dỗ đến đây ăn ở và sinh hoạt khép kín trong cái bản nhỏ nùng xín của anh. Một ngày có thể không, chứ năm bảy ngày làm sao tránh khỏi bệnh tật. Lúc đó, lấy đâu ra thuốc men, bệnh xá, bệnh viện để chăm sóc, cứu sữa cho dân. Đối ám ảnh ấy dằn phặt, khiến người anh cứ hầm hập như đang lên cơn sốt. Anh nối đường dây nóng gọi điện Đề nghị cấp trên có phương án lập các bệnh xá dã chiến, bổ sung bác sĩ, y tá và thuốc men để phòng các trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Biết phản ứng của dân chúng đã sốt ruột vì ăn trực nằm chờ. Nên sáng sớm hôm sau, thầy cả Vương Giáng Linh đã lên loa kêu gọi tất cả con chiên của Chúa tập trung ra ngoài lều lán để nghe thông tin mới nhất. Ai cũng tin vào sự phình phờ của bọn đầu sỏ rằng thế lực siêu nhiên sẽ về đưa họ đến miền đất hứa, nơi có sự giàu sang, ấm no và hạnh phúc, nên mọi người đều háo hức chờ đón. Tại nóc nhà của vương thụ, một cái sàn ghép bằng gỗ được dựng lên từ đêm qua, đủ tầm nhìn bao quát khắp bản nùng xín. Trên sàn có mấy người được giới thiệu là tổ công tác của Đức Cha đến nói chuyện với dân chúng. Thầy cả Vương Sán Lình mở đầu. Người Hâm Mông từ trước đến nay đều có vua. Đó là người cai quản vương quốc Hâm Mông của chúng ta. Người xa chảy đã được gặp đức vua rồi, đã được đức vua giao cho nhiệm vụ giữ an ninh tại đây, chờ ngài đến để thành lập vương quốc riêng. Chúng ta sẽ được xây nhà thờ, được làm lễ cầu nguyện đức Chúa Trời hàng ngày. Đức vua lên ngôi sẽ cho mỗi gia đình một số tiền lớn để làm vốn sinh sống mọi người cứ yên chí ở đây chờ ngài đến đám đông ồn ào thế còn thế lực siêu nhiên đâu hay là các ngài không đến nữa bao giờ chúng tôi mới được đưa về miền đất hứa có chứ chỉ nay mai thôi các ngài sẽ đến trước mắt hãy đòi chính quyền cho chúng ta thành lập vương quốc hơ mông cái đã có vương quốc riêng chúng ta sẽ có tất cả mọi người có đồng ý không tiếng hỏi về thế lực siêu nhiên bao giờ đến, rào rào nổi lên. Xen lẫn tiếng đồng ý, làm cho không khí đám đông không khác gì ông vỡ tổ. Xem ra, dân chúng đang phân tâm, một số tỏ ra không tin tưởng. Những người trên sàn ghép chụm đầu vào nhau, bàn bạc, rồi thầy cả Vương Xá Linh cầm micro, giới thiệu vị tổ trưởng tổ công tác, đặc phái viên của Đức Vua Hồ Mông, sẽ ra mắt và có ý kiến kẻ cầm đầu tự xưng là tổ trưởng đại diện cho đức vua, trèo từ dưới nhà lên. Hắn đã buộc phải xuất hiện. Hóa ra, người này chẳng phải ai xa lạ. Hắn chính là kẻ tầm thước, tóc khúi cua, đầu đội mũ nồi, mắt sách, có chiếc răng cửa bịt vàng. Giọng ôm ôm, mà Thảo Xuân Sơn đã cử Vũ Văn Tiến theo dõi từ hôm qua. Hắn nói rõng rạc bằng tiếng hơ mông. Thưa bà con giáo dân, ta là vương quân lịnh là sứ giả của đức vua hơ mông ta muốn nói với tất cả giáo dân của chúa của đức vua rằng công việc chuẩn bị thành lập vương quốc hơ mông của chúng ta đã đi được ra nửa đoạn đường chỉ nay mai thôi các đấng bề trên sẽ về để làm lễ lên ngôi báu chúa sẽ ban cho đức vua vô vàn ân điển người hơ mông sẽ có vương quốc riêng sẽ được đức vua gia ân cho nhiều quyền lợi và giàu có tất cả những ai theo ngài đều được hưởng phúc lành đó tiếng gieo hò mừng vui nổi lên như sấm động vương quân lịnh nói tiếp bây giờ chính quyền không muốn người hơ mông thành lập vương quốc riêng vì vậy ta kêu gọi những con chiên của chúa hãy sẵn sàng tử vì đạo một khi chính quyền dùng đến lực lượng vũ trang săn lùng tổ công tác đại diện cho đức vua mọi người có đồng ý không thì ra đây là bài của bọn cầm đầu hòng chấn an dân chúng và bảo vệ chúng. Lực lượng giáo dân bị kích động âm âm đồng ý. Những con chiên nhóm xa chảy, ngổ ngáo và bậm trợn, lập tức lên tiếng, đứng ra thành lập và điều khiển các tổ tuần tra để canh gác, bảo vệ nơi tổ công tác của Đức vua ở. Các lối ra vào nùng xín, lập tức có các chốt gác mọc lên, lố nhố những người là người. Ai cũng có súng kiếp, tên nỏ, gậy gộc, sẵn sàng dọa nạt khám xét không cho cán bộ chính quyền đến làm nhiệm vụ cả bản nùng xín đã bị kiểm soát chặt chẽ thành lãnh địa độc lập của vương quân lịnh đang vào vụ chăm sóc ngô lúa mà nùng xín lại xảy ra chuyện khiến phó chủ tịch xã trần quốc hoàng như ngồi trên đống lửa từ xưa tới nay các bậc lão nông thường bảo công cấy là không bỏ công làm cỏ là công ăn ấy thế mà giữa lúc cần phải chăm sóc cho ngô lúa, nùng xín lại xảy ra chuyện. Dân bản chả ai ngó nghiêng gì đến công việc đồng áng. Thế mà hết vụ không đủ ăn là hội đồng nhân dân lại chất vấn trách nhiệm chính quyền không đôn đốc chăm lo cho dân. Bài học hồi hoàng mới về bình thanh công tác vẫn còn đó, khiến những cán bộ như anh không ai dám bình chân như vậy. Nhìn ruộng lúa nơi ngô của đồng bào kinh mường Tây nùng ở các bản khác đang độ đứng cái phun sâu, khóm nào khóm ấy nây tròn căng mẩy. Lại nhìn ngô lúa của nùng xín mà hoàng thế xót xa như khi đang đói ăn phải quả tay chua. Lòng anh cột lên bao nhiêu là dây dứt. Trông đi trông lại ở bản nùng xín này, hoàng chẳng còn ai để mà nhờ cậy. Có mỗi xã đội trưởng Tráng A Pinh thân thiết thì đã xin nghỉ việc lại vướng phải vụ bắn chết thầy mo triệu nên trốn vào rừng rồi còn những người khác chắc ai cũng bận người lo việc nhà người lo việc anh em trưởng bản vương thụ không biết còn hăng hái với việc công nữa hay không tuy vậy dù có thế nào ông ta vẫn là trưởng bản vẫn phải có trách nhiệm chăm lo đến đời sống dân bản vẫn là người mà hoàng phải cần đến trong việc vận động người dân chăm lo việc ruộng đồng nương bãi nùng xín xưa nay vẫn được tiếng là trí thú làm ăn giống ngô lúa mới mà hoàng đưa về chẳng cần vận động nhiều bà con đã hăng hái nhận gieo trồng thay cho giống cũ vụ vừa qua năng suất khá lên trông thấy khiến ai cũng phấn khởi hoàng về lần nào cũng được mọi người trong bản vui mừng đón tiếp thế thì sao bây giờ họ lại thờ ơ với miếng cơm manh áo của chính mình đến như vậy làm cách nào vận động được đồng bào về với thực tế, bỏ công sức ra, chăm miếng ruộng, vặt nương để có cái mà ăn. Chẳng lẽ Hoàng là phó chủ tịch xã, cũng lại bỏ mặc họ, muốn ra sao thì ra à? Nghĩ thế, anh quyết định phải xuống nùng xín, gặp trưởng bản vương thụ, bàn cách vận động bà con, dành công sức ra, chăm cho nương ngô ruộng lúa. Hoàng nhắn với chủ tịch tài là anh phải xuống nhà trắng A Pinh đòi mấy quyển sách cho mượn, để anh Tài đỡ lo. Sáng hôm sau, Hoàng vận bộ quần áo hơm mông xuống nùng xín. Một trạm kiểm soát được dựng lên ngay trước lối vào bản. Bà bốn kẻ bậm trợn, xăm trổ đầy mình, đứng soi mói những người qua lại. Thấy Hoàng mặc quần áo hơm mông, chúng không nói gì để anh qua. Đã quen đường đi lối lại trong bản, thế mà Hoàng cũng phải lạ lẫm trước thiên la địa võng các lều lán mới được dựng lên. Cái quay ngang, cái quay dọc, án ngữ các ngõ ngách. Định thần một lúc, Hoàng mới nhận ra mái nhà ông Vương Thụ. Anh xăm xăm bước tới. Chưa leo lên hết bậc hè, Hoàng đã giật mình vì một giọng nói ồm ồm. Người kia, đi đâu? Sao vào được đây? Đứng trước mặt Hoàng là gã đàn ông tầm thước, tóc húi cua, đầu đội mũ nồi, mắt sách, có chiếc răng cửa bịt vàng, đang chặn lối. Tôi cần gặp ông Vương Thụ. Gặp làm gì? Tôi gặp có việc của bạn. Ông ta cất tiếng hách dịch gọi. Vương xa chảy, sao để người này vào đây tự nhiên thế? Lập tức một người áo đen, cánh tay xăm trổ, toàn hình rồng phượng, từ phía sau giật áo hoàng, kéo mạnh xuống, làm anh suýt ngã xuống sân. Hắn giáng cho anh một cái tát nảy lửa, rồi gầm gừ. Ai cho mày vào đây? Hoàng lại phải thanh minh, Tôi tìm gặp trưởng bàn Vương Thụ để bàn công việc của bạn. Người có chết răng cửa bịt vàng lớn tiếng. Nói láo. Nó đến để thám thính. dò la tin tức đấy. Nếu không, sao người kinh lại phải mặc quần áo hơ mông? Kiểm tra xem chạm gác nào đã để nó lọt vào. Kẻ có cánh tay xăm trổ lại xông tới. Tát tới tấp vào mặt Hoàng. Hoàng thấy môi nóng ấm. Máu rớt ra đỏ lòm cây răng cửa bung biêng như muốn gãy. Vừa lúc đó, vương thụ đi đâu về, thấy thế bảo. Đây là phó chủ tịch xã Bình Thanh đấy, đừng đánh nữa. Ta biết ngay mà, nó lấy cớ tìm trưởng bản để do thám đây. Giam cổ nó vào chùa ngựa, chờ hậu xét. Kể cho vương thụ và mọi người can ngăn, tên xăm chủ cứ y lệnh, lôi hoàng nhốt vào một gian tối om ở cạnh tàu ngựa ý định vận động bà con nùng xín chăm sóc ngô lúa của anh trở thành xa vời vợi ngồi dựa vào cột nhà hoàng miên man suy nghĩ bọn này đúng là độc ác thật hoàng khát nước đến khô cả cổ mà không biết kêu ai mãi đến gần tối mới có tiếng chân người loạt soạt đến mở cửa đưa cho anh ống bương nước và lóng cơm nguội ngơ nguội ngắt từng người lạ hóa ra là chị lẫm vợ anh pinh Hoàng mừng quá thì thầm. Chị bảo trưởng bản vương thụ thả em ra đi. Em chỉ muốn xuống bàn, bàn với ông ta vận động bà con nùng xín, bỏ công sức ra, chăm cây lúa, cây ngô, để đến mùa có cái mà ăn, chứ có làm việc gì ác đâu. Ông ta cũng chẳng dám thả em ra. Bọn xa chầy đang bảo bắt em làm con tin, đề phòng lúc nguy cấp đấy. Thế em cứ bị nhốt mãi ở đây à? Nghĩ một lát, lẫm bảo nhỏ không trông cậy vào trường bản vương thụ được thôi hay thế này em chuẩn bị tinh thần tối nay lừa lúc họ mải cầu nguyện chị mở cửa cho em trốn nếu bị bắt đừng nói chị giúp kẻo họ chặt tay chị đấy em cứ đi theo đường mòn sau nhà lên đồi rồi tìm đường mà về nhé hoàng cũng khẽ khàng vâng đành vậy em cảm ơn chị Tối hôm ấy, khi cả bàn đang chìm trong bài kinh cầu nguyện, thì cánh cửa buồng giam hé mở. Ánh sáng từ ngọn đèn trước sân lọt vào mờ mờ. Hoàng khẽ lách mình ra, rồi lẩn vào bóng đêm, trèo lên đồi trốn ra khỏi bàn. Đến quá canh hai, Hoàng mới lần về đến nhà, mồm miệng sương vù, một cái răng cửa bị lung lay, người ê ẩm. Cả tuần sau, những vết đau ấy vẫn mỏi nhức chưa đỡ, nghe hoàng kể lại chuyện chú lung và chủ tịch tài tuy có khen vì trách nhiệm với dân bản nhưng trách mãi cái tội liều lĩnh họ cấm hoàng từ nay không được tự tiện vào bản khi chưa giải tán được những kẻ quá khích ở đó lại nói sau khi biết hoàng đã trốn thoát vương quân lịnh gọi vương sa chảy đến mặt đỏ tía tai trông như bát tiết ngựa còn nóng hắn gầm lên chúng mày là một lũ ăn hại có mỗi thằng danh con ấy mà trông coi không được, để nó trốn thoát. Vương Sán Lình nhẹ nhàng bảo, không phải tự nhiên nó trốn được, phải có người mở khóa cho nó chứ. Vậy thì trong nhà vương thụ đã có người làm phản. Nếu thế, sinh mệnh chúng ta cũng không được đảm bảo đâu, có nóng giận cũng chẳng giải quyết được việc gì. Thế thầy cả bảo bây giờ ta phải làm sao? Thầy cả vương sát lình ghé tai vương quân lịnh nói nhỏ quân lệnh tái đi. Thế thì sôi hỏng bỏng không à? Được đến đâu hưởng đến đấy, nhanh chóng mà chuồn thôi, đừng có đấm ăn xôi ở đây mà chết đấy. Nói chưa hết lời, xá lình vẫy tay gọi vương sa chảy đang ở dưới sân lên. Móc túi, lấy một đồng bạc hoa xòe ra. Việc thằng ấy trốn thoát chẳng tránh được đâu. Chúng ta thưởng công tận tụy cho chú đây. Cố mà canh gác nhé tên sa chảy vâng dạ nghe lời mấy hôm sau trời nắng gắt trong các lán trại nóng hầm hập người xa quen chịu đựng còn đỡ chứ trẻ nhỏ không quen kêu khóc y om nhưng kêu khóc thì kêu khóc cũng chẳng thay đổi được gì một lán trại kêu khóc đã đành hàng mấy trăm lán trại kêu khóc biến nùng xín thành một biển đầy tiếng kêu khóc nước cũng không có Cả bản trước đây được nhà nước đầu tư cho một công trình nước sạch, đủ dùng cho người dân nùng xín. Bây giờ có thêm mấy ngàn người thì uống còn không có, lấy đâu ra mà rửa giấy tắm gội. Cả Bình Thanh như ngồi trên chảo cắt nóng. Người hơ mông dù ở đâu về đây vẫn là người cùng dân tộc với mình, không thể để họ khổ cực như thế được. Chủ tịch xã Hoàng Trí Tài huy động tất cả cán bộ nhân viên ủy ban chạy đôn chạy đáo, lo tìm cách cung cấp nước cho bà con nhưng không khác gì muối bỏ biển chẳng thấm tháp vào đâu may thay giữa lúc nước sôi lửa bỏng trần quốc hoàng đã trực tiếp lên huyện xin tri viện huyện báo cáo tỉnh tỉnh phải huy động cơ quan phòng cháy chữa cháy cho hai xe tép chở nước sạch đến hỗ trợ đồng bào cứ tưởng thế cũng giải quyết được phần nào khó khăn cho bà con nhưng có nước trở đến tận nơi mà bà con không ai dám ra lấy để dùng Hóa ra, loa đài của Vương Xá Lình ra giả bài giảng. Kẻ nào không vượt qua được gian khổ, muốn vào nước Đức Chúa Trời còn khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim. Khiến cho đồng bào hơ mông theo đạo tin lành sợ, không ai dám bước qua lời thầy nguyện ấy. Trời vẫn chưa bớt nắng, cái nóng như thiêu như đốt hầm hập trong các gian liều thấp và bí chứa đầy người. Đã có một số trẻ con kiệt sức vì khát nước, chẳng kêu la được nữa không còn cách nào lực lượng cán bộ dân vận và chiến sĩ trinh sát phải lấy nước mang đến từng lều cho các cháu uống để cứu vãn tình thế không chỉ lấy nước các cô chú còn nhường khẩu phần lương khô hàng ngày để các cháu ăn đỡ đói được một hai hôm bệnh tật bắt đầu xuất hiện khắp các lán trại dịch sốt tràn lan không chỉ trẻ con mà cả người lớn cũng đua nhau lăn xả ốm những kẻ cầm đầu bậm trợn và manh động, khỏe mạnh là thế, cũng không còn nhuệ khí để kích động xúi dục dân chúng nữa. Tình hình căng thẳng đến mức nếu không nhanh tay can thiệp thì dịch bệnh sẽ bùng phát và nhiều người sẽ phải đối diện với cái chết. Đến lúc này, những lời lẽ kích động của những kẻ tự xưng là người thay mặt hội thánh thay mặt nhà Phương đã không còn giá trị với những người dân hiền lành đang khốn khó vì đói và khát. Bộ mặt giả dối đến trắng trợn của bọn chúng đã hoàn toàn bị phơi bày. Không có lực lượng siêu nhân nào đứng ra đưa những người dân hơ mông đến miền đất hứa cả. Hệ thống loa đài ra giả những lời giao giảng của thầy cả và những kẻ cầm đầu tổ công tác cũng im bặt. Lập tức, toàn bộ lực lượng bộ đội, lực lượng biên phòng, lực lượng công an đóng trên địa bàn và nhân dân địa phương được lệnh tập trung đến giúp đỡ và cứu chữa cho những gia đình lầm lỗi, chót nghe theo lời phỉnh phờ của bọn phản động, bỏ nhà cửa, bỏ quê hương, kéo về nùng xín với hy vọng được đổi đời. Những trạm y tế giã chiến được dựng lên cấp tốc để chữa bệnh cho nhân dân, những tét nước sạch được gấp rút trở đến cho người dân ăn uống và tắm rửa những xe ô tô lương thực thực phẩm từ các nơi ùn ùn tập trung về nùng xín để cung cấp miễn phí, đảm bảo cho người dân ở đây qua cơn bĩ cực. Tại nhà vương thụ, trời còn chưa sáng, con gà trống chuồng cũng chưa cất tiếng gáy gọi ông mặt trời dậy. Vương thụ cùng anh em nhà bàn xính lùng đã thức giấc từ hôm người hơ mông các nơi kéo đến nùng xín anh em nhà bàn xính lùng đã tụ tập đến nhà vương thụ chờ đợi vương quốc hơ mông thành lập để được làm quan để được giàu có giờ giàu có chẳng thấy toàn thấy những cảnh điêu tàn đói khát đâu đâu cũng nghe những lời ai oán của dân chúng vương thụ cũng vậy chỉ vì nghe theo lời xui khôn xui dại của vương quân lịnh Vương Chí Sình mà ông ta đang là trưởng bản có uy tín ở địa phương, giờ lâm vào cảnh nói không ai nghe, đe chẳng ai sợ nữa. cả bản nùng xín cũng vì bọn người tổ công tác mà lâm vào cảnh điêu đứng, khổ sở đến cùng cực. Thấy quân lịnh nay nhịt gọn gàng như chuẩn bị đi đâu, Vương Thụ lo lắng hỏi: các ông chuẩn bị đi đâu thế? Định bỏ mặc chúng tôi ở đây à? Ô người anh em, chỉ có ta đi thôi. Thầy cả Vương Xá Lình vẫn ở lại với anh em chứ. Ta phải đi gặp thượng cấp gấp để yêu cầu chi viện người và của cho anh em đây. Đêm qua ta mơ, chúa bảo sẽ về giải cứu cho chúng ta mà. Thượng cấp đang ở đâu? Ở bên dãy núi trước mặt kia. Ông định đi đến lúc nào về? Nhanh ấy mà, chắc chỉ độ nay mai thôi. Ông đi bằng gì? Người anh em cho ta mượn ngựa bù lại, ta sẽ để lại thầy cả và túi bạc hoa xòe này làm tin cho anh em nhé. Cả túi à? Cả túi chứ, hàng mấy chục đồng đủ mua cả chục con ngựa tốt đấy. Thế thì đi nhanh lên, dân bản nùng xín đang khổ quá rồi. Nhanh mà, ta đi nhanh thôi. Vương quân lệnh hấp tấp đưa túi bạc cho vương thủ, rồi nhanh chóng theo ông ta ra tàu ngựa. Con ngựa ô to khỏe đã được vương thụ đóng yên dắt theo lối cửa sau, đưa dây cương cho quân lệnh. Đúng lúc ấy, một tiếng súng kíp vang lên. Ngay lập tức có tiếng thét căm hờn. Quân xã man, chúng mày bắn chết người rồi. Anh em ơi, chú Tiến. Vương xà chảy cũng hô. Chạy đi, chúng ta bị bao vây rồi. Nghe vương xa chảy kêu, vương quân lệnh nhanh chóng kéo xá lình trực phốc lên ngựa. Thì ra, chúng đã lừa vương thụ bảo để xá lùng ở lại làm tin, nhưng thực chất cốt để lấy được ngựa để cả hai cùng tẩu thoát. Chúng chưa kịp trèo lên yên thì lực lượng công an đã ập đến. Giọng quát đanh thép của đại úy Thảo Xuân Sơn vang lên. Các người định trốn đi đâu? Quân lệnh thò tay rút khẩu súng ngắn từ thắt lưng ra, nhưng không kịp. Một chiến sĩ công an đã nhanh tay hơn, tóm chặt lấy cổ tay hắn hai tên họ vương bị áp giải vào nhà phương thụ cả bọn sa chảy ngổ ngáo và bạm trợn bảo vệ vòng ngoài cho bọn chúng cũng bị tóm gọn lúc này ánh đèn soi rõ mấy chiến sĩ công an cáng vũ văn tiến từ ngoài vào mắt anh nhắm nghiền như đang ngủ ngực đẫm máu thì ra ban nãy vương sa chảy nhìn thấy thảo xuân sơn đang áp sát vương quân lịnh hắn giơ súng lên nhằm thẳng vào sơn Vũ Văn Tiến lập tức xô lại, đẩy anh Sơn ra. Viên đạn của xa chảy đã găm vào ngực Tiến. Đồng đội định cởi áo để sơ cứu cho anh, nhưng mắt Tiến đã hé mở, môi mấp máy, thều thào không rõ tiếng. Cho em... Chào anh em. Nói chưa hết câu đầu, anh đã nghẹo sang một bên. Thảo Xuân Sơn gầm lên tiếng kêu đau xót. Em ơi! vừa lúc đó trung tá bàn văn lung đến anh vội vàng ôm lấy tiến như muốn dùng thân thể ấp ủ cho đứa em bé bỏng của mình giọng nức nở tiến ơi sao em nỡ bỏ anh em đồng đội mà đi thế tiếng anh nghẹn lại máu trên ngực tiến như màu cờ tổ quốc thấm đỏ cả áo lung từ lúc nhìn thấy cảnh phục của lung những kẻ họ vương và đồng bọn xa chảy, đưa nào đưa đấy, mặt tái mét, run như cải sấy. Lực lượng công an được lệnh khám xét khẩn cấp hành lý của chúng. Họ thu được rất nhiều cuộn phim và ảnh. Đặc biệt, công an còn thu một cái hộp nhỏ, trong đó chứa một đốt ngón tay người đã được sấy khô. Ban chỉ đạo lập tức thẩm vấn nhanh Vương Quân Lịnh và Vương Xá Lình. Chúng khai phim ảnh là tư liệu về hình ảnh người hơ mông các nơi kéo về Nùng xín để chuẩn bị thành lập vương quốc Hơ Mông mà chúng đã quay và chụp được. Cả hai định mang theo trốn ra nước ngoài, nộp cho chỉ huy để nhận tiền thù lao và nhiệm vụ mới. Riêng chiếc hộp chứa ngón tay người, hỏi thế nào chúng cũng chỉ khai đấy là bùa hộ mệnh của đấng bề trên, giao cho chúng giữ mà thôi. Khi hỏi vương thủ, sao lại tiếp tay cho những kẻ lừa đảo này? Ông ta há hốc mồm, lắp bắp. Các ông ấy bảo lấy ngựa đi gặp thượng cấp để xin chi viện thành lập vương quốc của người hơ mông ta mà bàn văn lung giọng đanh lại ông vương thụ đến giờ sau những nỗi thống khổ mà những kẻ này đã gây ra cho nùng xín và người dân hơ mông các nơi khác đến đây sau sự hy sinh anh dũng của đồng đội chúng tôi mà ông vẫn còn ảo mộng đến thế à họ cho ông cái gì mà ông lú lẫn đến thế vương thụ mặt bạc như đá núi bị nung ngay vậy tưởng bàn văn lung hỏi về túi bạc bèn ấp úng khai ông ta đưa cho tôi túi bạc hoa xòe này để hỏi mượn ngựa nói rồi thụ đưa túi bạc ra một chiến sĩ vốc ra nắm bạc thả xuống mặt bàn gỗ nghiến nghe tiếng kêu trung tá bàn văn lung nghi ngờ cầm một đồng lên xem rồi nhíu mày bảo thụ ông xem đây có phải bạc hoa xòe không Vương thụ xem lại, chố mắt ra kêu lên. Ồ không phải, đây là bạc già, bạc Niken mà. Đét mặt đầy tức giận. Ông ta dí sát đồng bạc vào mắt quân lĩnh, gầm gừ trong cổ họng. Đây mà ông bảo là bạc hoa xòe thật à? Sao ông lại lừa ta thế? Ta đối xử với các ông như anh em trong một nhà, thế mà các ông nỡ lừa dối ta? Không có các anh công an thì có phải ta mất con ngựa tốt với các ông rồi không? các ông đúng là người không tốt. Đại úy Thảo Xuân Sơn nghiêm khắc. Thì bọn chúng đã bao giờ là người tốt đâu mà ông bảo chúng không tốt. Rồi anh ra lệnh cho các chiến sĩ. Các đồng chí, giải tất cả bọn chúng về ban chỉ đạo để làm việc, quân lịnh và xá lình. Lúc đầu mặt còn lạnh như mặt đồng bạc trắng, không chút sợ sệt trả lời nhát gừng. Khi đại úy Thảo Xuân Sơn hỏi. Bằng cách nào mà các anh lôi kéo được bà con thơ mông từ khắp các nơi tụ tập về nồng xín đông như thế? Chúng tôi không biết. Chúng tôi có lôi kéo ai đâu. Tự họ kéo nhau về đây thôi. Anh hỏi tiếp. Thế còn việc giảng đạo, ai trả tiền cho các anh, lừa dối, lôi kéo, dụ dỗ dân bản lùng xín theo đạo tin lành để làm mất trí ăn làng bản? Đấy là việc truyền giáo của những người tu hành chúng tôi thầy cả vương xá lình đây đã qua khóa tu nghiệp được các đấng bề trên trao nhiệm vụ thiêng liêng là đi các nơi giao giảng cho các con chiên tin theo chúa cứu thế thầy cả đây tu nghiệp tại đâu vậy ở tòa thánh bên đông âu đại úy thảo xuân sơn nghiêm sắc mặt hỏi ở đông âu anh tu nghiệp ở nước nào vương xá lình lúng búng như ngậm hụt thị nói không nên lời Thảo Xuân Sơn chất vấn. Các anh lừa dân chúng thế à? Các anh chưa bao giờ bước chân sang nước Đông Âu nào để tu nghiệp cả. Đây là thủ thuật dối trá của các anh để mị dân thôi. Biết không thể dối trá được, nhưng Vương Quân Lịnh vẫn còn cố kiết phản ứng. Y làm như vô can, đứng ngoài các hoạt động lôi kéo dân chúng hơ mông, các nơi kéo về nùng xín. Vô can trong việc đem cái chết của thầy Mo Triệu ra để kích động dân chúng chống đối chính quyền. Hồng tạo cớ thành lập Vương quốc Hồ Mông. Y lật con bài tẩy của mình ra. Không sang Đông Âu, nhưng thầy cả đây cũng đã được theo một khóa học do các đấng bề trên mở. Hơn nữa, nhà nước ta tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân. Việc chúng tôi truyền giáo là hoàn toàn được phép. Lúc này đại úy Thảo Xuân Sơn cũng không úp mở nữa. Giọng anh đanh thép, không khoan nhượng. Nhà nước tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân nhưng đó phải là quyền tự do đúng pháp luật, không phải là tự do kiểu dối trá, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận dân chúng để lừa gạt, dụ dỗ, lôi kéo họ vào vòng u mê tăm tối của các anh. Vương quân lệnh vẫn chưa chịu. Nhưng chúng tôi không lôi kéo ai đến đây. Đấy là việc tự do đi lại, thăm nom giữa tộc người hơ mông của họ. Các ông không có quyền cấm đoán. Đến giờ mà các anh còn ngoan cố nữa à? Thế cái hộp này là cái gì? Ai đưa? Nhằm mục đích ép buộc ai làm việc cho các anh? Nhìn thấy cái hộp đựng ngón tay người đã được sấy khô, Vương Quân Lịnh biết việc của hắn đã bị bại lộ. Mặc dù vậy, hắn vẫn nghĩ chỉ có một người biết việc này, nhưng y đã chết. Mà người đã chết thì không thể đội mồ sống dậy để đối chất với hắn, cho nên hắn vẫn cứng cỏi. Tôi không biết các ông hỏi thế có ý gì, có thực anh không biết gì không? Chả lẽ anh không nhớ việc anh và Sùng A Triệu cưỡi ngựa sang xa chảy gặp thượng cấp của các anh sao? Đến đây thì hắn hiểu công việc của hắn đã hoàn toàn bị bại lộ, nhưng hắn vẫn cố chơi ý làm như không biết. Tôi vẫn không biết. Thế anh cũng không biết cái ngón tay người sấy khô này là của ai à? Để tôi nói cho anh nhớ lại nhé. Nó là đốt ngón út bàn tay trái của Tráng A Bình thượng cấp của anh đã đưa nó cho anh hôm thấy Mo Triệu đi cùng anh. Mục đích để về gây áp lực với Pinh. Bắt Pinh phải làm những việc chống chính quyền. Nhưng Pinh không nghe theo các anh. Giờ thì anh còn điều gì nói để chối tội nữa không? Vương quân lịnh há hốc mồm kinh ngạc. Thảo Xuân Sơn bồi thêm cú quyết định, khiến hắn hết đường chống cự. Kế hoạch của thượng cấp các anh giao cho anh là chủ sự gây sự bất ổn ở nùng xín rồi nhân cơ hội đó tạo thành bạo động dùng các thế lực ngoại bang ép chính quyền để các anh thành lập vương quốc Hơ mông đốt ngón tay sấy khô này ngoài các anh ra chỉ có dùng a triệu biết nhưng triệu lại bật mí cho bạn của anh ta là Thào thị lẫm chính lẫm đã khai với chúng tôi để lập công chuộc tội và tố cáo việc các anh đã ban những gì khi tổ chức những người xa chảy ở đây vào lực lượng bảo vệ anh có cần đối chất với họ không? Đến nước này thì vương quân lịnh chỉ còn nước im lặng, mặt cúi gằm xuống đất. Tòa án huyện Tân Lập quyết định mở phiên tòa lưu động, xét xử vụ án Vương Quân Lịnh và Vương Xá Lình tại bản Nùng Xín trước đông đảo bà con Hơ Mông các nơi đang có mặt tại đây. Riêng Vương Sa Chảy và đồng bọn sẽ được xét xử trong một phiên tòa khác. Trước khi khai mạc phiên tòa, chủ tòa và tất cả mọi người có mặt đã dành một phút mặc niệm, chiến sĩ công an nhân dân Vũ Văn Tiến đã anh dũng hy sinh trước họng súng của những kẻ bất lương. Những tiếng nức nghẹn ngào vang lên, tiếc thương cho người chiến sĩ quả cảm đã yên giấc ngàn thu vì an ninh của Tổ quốc, vì bình yên cuộc sống của nhân dân. Trong tòa, với những chứng cứ không thể chối cãi được, Vương Quân Lịnh và Phương Xá Lình đã phải cúi đầu nhận tội. Tòa tuyên án bọn chúng phạm tội phá rối trật tự trị an và lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng của nhà nước, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận nhân dân, tiến hành các hành vi dối trá, lừa gạt, dụ dỗ, lôi kéo họ vào vòng u mê tăm tối, nhằm mục đích chống đối chính quyền, dân chủ, nhân dân. Trước hội đồng xét xử, hai bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, thừa nhận việc làm sai trái của mình và tỏ ra rất ăn năn hối cải. Căn cứ vào kết luận điều tra, kết quả thẩm vấn tại phiên tòa và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của những kẻ phạm tội, tòa án nhân dân huyện Tân Lập đã tuyên phạt mỗi bị cáo chịu mức án 8 năm tù giam. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, các bị cáo còn bị chính quyền địa phương quản chế 2 năm nữa. Vương Thủ cũng bị tòa án tuyên án phạt bằng hình thức cải tạo không giam giữ, giao cho chính quyền xã Bình Thanh giám sát giáo dục. Còn Thao Xính Lùng và Thao Thị Lẫm đã thành khẩn khai báo, giúp cơ quan công an thu thập được nhiều chứng cứ buộc tội Vương Quân Lịnh và Vương Xá Lình, nên chỉ bị tòa phạt ở mức độ nhẹ nhất là cảnh cáo. Bản án của Tòa án Nhân dân huyện Tân Lập đã được người dân Bình Thanh và đồng bào Hơ Mông các nơi có mặt ở Nông Xín ủng hộ. Trần tướng của những kẻ đã lừa dối họ đã bị bóc trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của chúng đã bị phơi bày ra trước ánh sáng chúng đã lừa gạt những người dân hiền lành chỉ biết lam lũ làm ăn khiến họ tin theo bán hết ruộng vườn nhà cửa trâu bò lợn gà kéo đến nục xín mơ về một miền đất hứa nơi ảo tưởng có sự giàu sang ấm no và hạnh phúc họ bị lừa phỉnh về một vương quốc riêng của người Hơ Mông mà quên đi sự thống nhất trọn vẹn và vững bền của đất nước ta được đổi bằng máu xương của bao nhiêu thế hệ, quên đi tình nghĩa đồng bào, sinh ra cùng một bọc trong truyền thuyết cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ cùng chung một huyết thống lạc hồng. Những gia đình người Hơ Mông các nơi kéo đến nùng xín, không có cái ăn đã được cấp phát lương thực, thực phẩm, nước uống. Thiếu cái mặt đã được trang bị quần áo, dây dép đầy đủ, ốm đau bệnh tật đã được các y bác sĩ tại bệnh xá, bệnh viện khám chữa bệnh chu đáo. Những ngày đen tối trong lán trại ở Nùng Xín đã giúp họ thấy đâu là người thật thà, đâu là kẻ giả dối. Kẻ nói những lời ngon ngọt xui dục phình phờ họ là những kẻ mang con bỏ chợ. Vương quốc Hơ Mông và miền đất hứa đâu chẳng thấy, chỉ thấy đói và khát, ốm đau và bệnh tật trong lúc họ túng quẫn tưởng đến cung cực ấy, chỉ có những người lãnh đạo tâm huyết ở Bình Thanh và Tân Lập là không bỏ họ. Bí thư, Chủ tịch Hoàng Trí Tài, ngày hôm ấy đã tổ chức hội nghị mời các cán bộ chủ chốt, già làng, trưởng bản để bàn cách giúp đỡ những người xa cơ thất thế, tạm thời có chỗ ăn chỗ nghỉ. Chỉ sau một buổi sáng, danh sách các gia đình ở bản nhận giúp đỡ, những hộ bà con xa cơ lỡ bước tới nùng xín đã lên tới hàng nghìn. Chủ tịch hội cựu chiến binh, bàn sĩ Huy, bí thư đoàn thanh niên Sùng Như Đắc đã huy động hội viên, đoàn viên của mình mang ngựa thù, xe trâu, xe bò đến vận chuyển lán trại và đồ đoàn của đồng bào về các bản. Tối hôm đó, trong các mái ấm ở Bình Thanh, những người hơm mông đến từ các nơi đã đầm ấm vui vẻ, ăn chung với bà con các bản bắt mèn mén sới chung với nhau bát cơm từ một nồi cơm thơm trắng uống chung với nhau vò rượu cần ngủ với nhau dưới một mái nhà ấm áp những gia đình bị lừa phỉnh đã ân hận vì những việc làm của mình vì sự cả tin họ đang mang đến cho đồng bào ở nùng xín ở bình thanh những trái ngang và vất vả bây giờ họ đã mạnh khỏe đã lấy lại niềm tin yêu vào cuộc sống này đã đủ nghị lực để bước đi trên chính đôi chân của mình giờ là lúc họ phải quay trở về nơi trước đây sinh sống ở nơi ấy họ còn anh em họ mạc còn bà con hàng xóm láng giềng còn đất đai còn biết bao kỷ niệm và tình cảm quê hương nghĩa nặng tình sâu không đâu bằng quê hương bản quán xa quê mới thấy nhớ nhung sâu sắc lãnh đạo tân lập bình thanh Nhân dân Nùng Xín đã cưu mang họ trong những thời khắc khó khăn nhất và chính nơi đây giờ đã trở thành một phần quê hương của họ. Cuối cùng ngày chia tay cũng đã đến, những chiếc ô tô ca màu sơn bóng nhoáng đến từng bàn, đón các hộ cơ nhỡ độ đường, đưa họ về nơi định cư cũ. Cuộc chia tay đầy biện diện và lưu luyến như muốn kéo dài. Những gióng cơm lam, những ống nứa chứa thịt gà những đốt bương đựng nước uống được người ở lại lo lắng sắp nắp trao cho người lên xe. Ô tô đã bấm còi dục hai ba lần mà tay cứ nắm trong tay, ánh mắt vẫn bần thần ngấn nước. Mãi đến lúc mặt trời lên cao, họ mới dứt lòng ra được. Còn những hộ chót bán hết nhà cửa, không còn gì ở quê hương cũ muốn ở lại Bình Thanh, được Chủ tịch xã Hoàng Trí Tài vận động nhân dân địa phương, người giúp cây cột, khẩu kèo, người giúp vài chục ngói, trăm tàu lá để dựng nhà, thành lập xóm mới. Cuộc sống yên bình lại diễn ra. Những mảnh nương trên đồi, những thừa ruộng dưới đồng lại được gieo cấy, hứa hẹn một mùa thu hoạch ngọt lành, thơm thảo. Sau đợt những người hơ mông các nơi, nghe suối sụp của kẻ xấu kéo đến dựng lán trại, ở hơn chục hôm dù rút đi. bản nùng xín như vừa trải qua trận cuồng phong khốc liệt. Nhà cửa trở nên tiêu điều, vườn tược tan hoang, đường đi lối lại đầy rắc rưởi. Đã thế, sự tiếp tay cho bọn xấu của trường bản phương thụ lại thêm cơ hội khiến lòng người trong bản dối như canh hẹ không nỡ để nùng xín, từ một bàn vừa ngày Tết đông vui no ấm giờ trở nên như vậy. Bí thư đoàn thanh niên sụp như đắc, báo cáo với Chủ tịch Hoàng Trí Tài. Em định huy động lực lượng đoàn viên toàn xã, tập trung về nùng xín, sinh hoạt tình nguyện, giúp bà con dân bản vệ sinh, ổn định lại cuộc sống. Chủ tịch Tài đồng ý. Lãnh đạo xã cũng đang tìm cách giúp nùng xín. Đoàn thanh niên đi trước thế là rất tốt. Tuy nhiên, để tìm được giải pháp tổng thể, còn phải xin huyện giúp đỡ nữa. Vâng, phần công việc của chúng em, chúng em sẽ tiến hành ngay. Buổi sáng mùa hè trời trong xanh, những làn gió mát lành tung tăng đùa với những làn mây sớm lơ lửng bay trên sườn núi, khiến chúng lúc tàn ra, lúc tụ lại. Gần trăm đoàn viên tình nguyện, áo màu xanh, người tay dao tay trồi, người tay cuốc sẻng tụ tập thành từng nhóm dọc các con đường lớn nhỏ trong bản lùng xín họ dễ cỏ thu dọn rác rưởi phân so phát các cành cây rồi trở đi dồn vào một chỗ cuối bản rào rậu vườn tược sân sướng được tu sửa lại cống rãnh được khơi thông các đường ống nước gãy hỏng được thay mới mái nhà nào bị rột bị sệ được răm dọi, sửa chữa lại tường vách bị hỏng cũng được đan lát bồi đắp bổ sung trên lối ra vào đầu bản chiếc cổng chào mới được dựng lên thay thế cho chiếc cổng chào cũ đã siêu vẹo. Một bộ mặt nùng xín đã nhanh chóng được thay đổi về hình thức, gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp. Thế nhưng lòng người trong bản không bình yên như trước. Quả như lời Chủ tịch xã Hoàng Trí Tài đã nhận định, tình hình ở nùng xín không phải cứ vệ sinh như thế là đã xong mà cần phải có những giải pháp tổng thể sâu rộng mới dọn dẹp được hết những tàn dư do bọn vương quân lịnh, vương xá lịnh ấy để lại. Sau những hành động tiếp tay cho nhóm người xấu của trường bàn vương thụ, nhiều hộ dân trong bàn đã nghe theo kéo nhau lên xã tụ tập nhằm chống lại chính quyền. Việc làm ấy đã làm suy yếu khối đại đoàn kết của mặt trận tù quốc xã làm xấu đi tấm lòng của người dân nùng xín trước anh linh của các thế hệ tiền nhân đã đổ xương đổ máu vì nền độc lập tự do của dân tộc. Vương Thụ đã không còn đủ uy tín trước mọi người để làm trưởng bản nữa. Ông ta xin thôi nhiệm vụ. Thế là bản chưa có ai đứng mũi chịu xào, lo lắng và lãnh đạo cả. Chủ tịch hội cựu chiến binh xã bản Sĩ Huy sau nhiều lần về công tác ở Nùng Xín, dây dứt không yên ông gặp lãnh đạo xã trao đổi. Chúng ta cần thay đổi phương thức tổ chức lựa chọn trưởng bản. Đành rằng, nếu tìm được người dân trong bản là quý nhất. Nhưng hiện tại, việc tăng cường cán bộ ở xã về bản cũng là việc cần thiết. Tôi đề nghị các anh cử đồng chí bí thư xã đoàn Sùng Như Đắc về làm trưởng bản nụ xín. Hoàng Trí Tài băn khoăn. Về mặt nhân cách cán bộ, thì đồng chí Đắc có đủ uy tín trước nhân dân trong xã nhưng làm trường bản, còn phải có vai trò già làng mới đủ sức quy tụ dân chúng. Đồng chí Đắc còn trẻ, liệu có thể cáng đáng được trọng trách này không? Theo tôi, chúng ta nên tin tưởng, giao việc cho lớp trẻ ở những vị trí đầu sóng ngọn gió để tôi luyện các đồng chí ấy. Chỉ có thế mới có người thay thế gánh vác nhiệm vụ mai sau. Tri hội cựu chiến binh sẽ vận động hội viên ở nùng xín giúp đỡ sùng như đắc nếu đồng chí ấy về làm trưởng bản. Được như thế thì tốt quá. Lãnh đạo xã đồng ý. Việc thứ hai tôi đề nghị với lãnh đạo xã là cần chủ trì cuộc họp kiểm điểm phương thủ. Chúng ta đã giao cho ông ta làm trưởng bản để lo cho dân ăn ngon, ngủ yên. Thế mà ông ta đã phụ lòng tin, xúi dục dân bản, làm những việc đi ngược lại lợi ích của chính họ. Tuy tòa án đã tuyên phạt ông ta cải tạo không giam giữ nhưng xã cần đưa ra kiểm điểm sâu sắc trước dân bản để mọi người thấy được việc làm xấu xa của ông ta và lấy đó làm bài học xương máu cho họ. Chủ tịch xã bổ sung: Chính vì tòa đã phạt ông ta cải tạo không giam giữ và giao cho địa phương giám sát giáo dục nên xã nhất trí với đề xuất của đồng chí chủ tịch cựu chiến binh. Tuy nhiên, công việc của chính quyền còn nhiều mà nhân lực lại ít, nên đề nghị đồng chí với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình thay mặt địa phương giúp đỡ trường bản mới giải quyết việc này. Hội cựu chiến binh chúng tôi nhất trí sẽ làm hậu thuẫn cho trưởng bản trong việc kiểm điểm vương thụ. Mấy hôm sau, trong cuộc họp dân bản nùng xín, Sùng Như Đắc đã được dân bản tín nhiệm bầu làm trưởng bản. Việc đầu tiên Sùng Như Đắc làm trên cương vị trưởng bản là quyết định đưa vương thụ ra kiểm điểm trước nhân dân. Bây giờ thì ông ta đã mềm oặt như đám rau cải nương bị phơi héo. Một phần thấy được tội lỗi của mình, một phần hiểu được sự vị tha của pháp luật. Cũng khổ cho ông ta, cả bàn này biết bao người đã chứng kiến cuộc chiến tranh xâm lược của những kẻ ngạo mạn ở bên kia biên giới. Nhà vương thủ cũng đã chịu cảnh tang thương khi có ông chú ruột bị chúng sát hại. Ấy thế mà, chỉ vì tin theo những lời phình phờ, lừa gạt của những kẻ, mang tiếng cùng dòng họ, cùng dân tộc Hơ Mông, mà vương thụ đã làm những việc thất nhân thất đức âu muộn màng nhưng cũng là lời sám hối ông ta ngập ngừng nói như người hết hơi tôi hết lòng xin bà con dân bản tha tội chỉ vì tham mấy đồng tiền nhơ bẩn mà tôi đã bán đứng nhân cách của mình lừa gạt dân bản của mình từ nay xin bà con mở rộng tấm lòng cho tôi lập công chuộc tội cũng xin dân bản hiểu rằng chỉ có công an bộ đội của chính quyền ta mới lo cho dân chú đáo bọn người xấu chuyên phình nịnh xúi dục chỉ lừa gạt chúng ta mà thôi nói rồi ông ta rơm rớm nước mắt đấy như tôi đây không có các anh công an đến kịp thì tôi mất luôn cả con ngựa tốt đi theo chúng mà chúng vẫn lừa mình có tha đâu mọi người trong bản nùng xín cả người sao lẫn người hơm mông đều thấm thía những người chót nghe theo vương thụ cũng nhận ra lỗi lầm của mình. Chỉ vì thấy cái lợi trước mắt mà họ đã quên đi máu xương của biết bao liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc, quên đi nghĩa tình sâu nặng mà chính quyền các cấp đã lo cho họ bao năm tháng qua. Người dân nùng xín nghe theo hội cựu chiến binh quyết định trồng tại cổng trường học giữa bàn một cây lim xanh để nhắc nhở về những sai lầm đã qua và đoạn tuyệt không thương tiếc với quá khứ xấu xa đã mắc phải. Đấy cũng là sự minh chứng cho tấm lòng của họ, vững vàng tin theo những điều chính nghĩa mà nhà nước mang lại cho họ. Việc nhân sự trong bản đã xong, lòng người đã yên ổn. Tuy nhiên còn một nỗi lo, ấy là các cháu học sinh nùng xín phải nghỉ học đến mấy tuần vì người lớn mải tập trung vào việc tụ tập đông người, thành ra chúng giang dở chuyện học hành, không theo kịp bài vở chẳng dám đến lớp nữa. Nguy cơ phải lưu ban là chắc chắn. Trường bản sùng như đắp băn khoăn đến mất ăn mất ngủ. Các cháu không được học hành đến nơi đến chốn sẽ có bao nhiêu hệ lụy xảy ra. Không phải chỉ là các cháu chậm học một năm, mà còn là con đường vào đời của các cháu bị một lần gấp khúc. Lòng tin vào những điều tốt đẹp trong xã hội này sẽ bị vướng bụi. Anh đem lo lắng ấy lên trình bày với lãnh đạo ủy ban. Vừa lúc đó, Phó Chủ tịch xã Trần Quốc Hoàng cũng vừa đạp xe về. Anh vội vã lau mồ hôi và nói. May quá, tôi lên phòng giáo dục xin ý kiến về việc mở lớp dạy học riêng cho học sinh ở bản Nùng Xín để các cháu đủ thời gian học hết chương trình năm học. Đang định xuống bàn với các anh. Đặng sốt sáng hỏi dồn Thế phòng cho chủ trương thế nào hả anh? Phòng đã báo cáo và sở cũng đồng ý với ý kiến đề xuất của xã chúng ta sẽ mở các lớp dạy riêng cho các cháu học tiếp chương trình từ lúc các cháu bỏ học. Như vậy, sẽ có một tháng hè bổ sung để các cháu học đủ chương trình năm học. Chỉ hiểm một nỗi, cuối năm ngành giáo dục bận nhiều việc nên thiếu giáo viên. Các anh lãnh đạo phòng đang cân đối để điều động các thầy cô giáo về dạy cho các cháu. Mọi người đang bàn luận, thì vừa lúc cô giáo bản Thị Liên cũng đến. Thì ra, cô vừa tốt nghiệp, đang về nghỉ chờ cấp trên ra quyết định phân công công tác. Nghe chuyện, lên hào hứng. Xin các anh cho em tham gia dạy các cháu. Em đang dỗi thời gian, lại có nghiệp vụ. Em có thể cáng đáng hai buổi một ngày được mà. Hoàng phấn khởi. Thế thì tốt quá. Ta cùng lên báo cáo phòng và bàn bạc với thầy hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã. Chỉ còn hơn tháng nữa là đến nghỉ hè, bố trí mở lớp cho các cháu sớm ngày nào hay ngày ấy mọi người nghe vậy hối hả tàn đi lo việc ngoài sân nắng đã đổ vàng trên nền bê tông hoàng và liên lên xe đến gặp hiệu trưởng nhà trường khi chỉ còn hai người hoàng mới nói nhỏ em tốt nghiệp ra trường mà chẳng thấy thư từ gì cho anh cả nhỉ liên giả bộ ngạc nhiên tròn mắt nhìn hoàng ồ anh bắt đầu quan tâm đến em từ khi nào vậy? Hoàng cười nửa như thanh minh, nửa như tròng ghẹo. Tự cô giáo không thấy nóng ruột thôi, chứ từ buổi anh em mình đi chơi hội cầu tàu nhà thào xính lùng, anh luôn nhớ đến em mà. Hay nhỉ, anh chẳng hỏi thăm gì đến em, lại bắt em phải báo tin cho anh. Châu chẳng đi tìm Cọc, lại bắt Cọc phải đi tìm Châu là sao vậy? Thế anh là Châu hay là Cọc thế? Nói rồi hai người cùng cười, tiếng cười vang lên, âm thanh tự nhiên như xoắn vào nhau. Đàn bướm trắng đang bay dập dờn quanh chùm hoa xuyến chi, lúc tàn ra, lúc trụm lại, như có điều gì tâm sự. Những đôi cánh mỏng chấp chới giữa ánh mặt trời trong suốt, như màu thủy tinh pha lê vậy. Đã vào mùa thu hoạch tháng 5, giống ngô nồi đồng cối đá N91, cùng với giống lúa CHX trồng cấy ở Bình Thanh hai vụ liền cho năng suất cao, làm nên cuộc sống no ấm cho đồng bào cả xã. Khắp nơi đâu đâu cũng thấy những nương ngô trên núi màu vỏ bắp bạc phách, dầu tủa thâm đen, lá vàng úa như sắp dụng. Người đi bẻ ngô rồng rắn, kéo nhau về bàn. Lù cờ bắp cắm thẳng đứng, cao ngang đầu người. Ruộng lúa dưới đồng, lá và bông cũng chuyển màu vàng cường, người đi cắt lúa về, cùm vàng óng mượt, rung rinh vít cong hai đầu đòn cánh. Chỉ riêng bản nùng xín thì khác, ngoại trừ một số ít những nhà không nghe theo vận động của trường bản, lên làm lán vây quanh ủy ban, còn những nhà khác, đường ngô sơ sắc tiêu điều như bắp đã bẻ rồi, ruộng lúa bông đứng bông nghiêng, leo heo đến mức tưởng chừng chó chạy hở đuôi. Người đi thu hoạch ngô vai đeo lũ cờ nhẹ tân xuống núi vì bắp thưa hạt. Người đi gặt lúa bông chắc chẳng có là bao, một nửa là bông lép. Nhìn qua cũng biết, nùng xín chỉ đủ lương thực, ăn qua được ra nửa vụ. Chủ tịch huyện về thăm Bình Thanh, thấy nét mặt âu lo của Hoàng Trí Tài và Trần Quốc Hoàng cùng các cán bộ ở nùng xín, cũng không cầm lòng được. Ông nén tiếng thở dài hỏi. Găng lắm hả? Quyền đang tính giúp các cậu bằng cách xin tỉnh chi viện, nhưng không biết có hỗ trợ được nhiều không. Còn ở xã các cậu liệu có cách gì xoay sở? Tỉnh và huyện chi viện được bao nhiêu, dân bản quý bấy nhiêu, còn lại chúng em đang tính cách vận động bà con trong xã. Lá lành đùm lá rách, hỗ trợ thêm. Thôi, cố qua vụ này đi. Huyện trừ lưu ý, muốn vững bền phải đi lên từ nội lực. Giải quyết khó khăn bằng cách nhờ vả là dễ nhất nhưng đó là giải pháp thấp nhất. Hãy động não, huy động mọi nguồn lực của mình để tự cứu mình mới là giải pháp thông minh. Cậu Hoàng cân nhắc xem có thể tìm ra hướng phát triển kinh tế nào giúp cho nùng xín không nhé. Câu nói của Chủ tịch huyện là thể hiện tư tưởng của một nhà lãnh đạo có tầm chiến lược, khiến Hoàng như bừng tỉnh. Anh quyết định thay đổi từ tư duy nhờ huyện tỉnh giúp đỡ sang tư duy tự mình tìm cách cứu lấy mình anh mạnh dạn đáp dứt khoát vâng ạ trả lời thì trả lời nhưng hoàng cũng chưa nghĩ ra được cách gì vậy mà nghe hoàng dõng sạc báo cáo chủ tịch huyện hoàng trí tài dùng như đắc và bàn thị liên cứ nghĩ anh đã có kế sách giải quyết khó khăn cho nùng xín tối hôm đó cả ba người hẹn nhau đến phòng của trần quốc hoàng họ thấy hoàng đang cặm cụi lục hết cuốn sách này đến cuốn sách khác bèn xuống lại hỏi có cách rồi à? Cách gì vậy? Đã có cách gì đâu, còn đang dối như gà mắc tóc đây ạ. À? Thế mà cánh này cứ tưởng. Nhìn thấy bát mì tôm ở góc bàn vẫn còn nguyên, liền hốt hoảng. Thôi chết, anh chưa ăn tối à? Hoàng ấp úng. Chợt nghĩ ra một ý, mải tìm tài liệu thành ra. Thế à? Để em nấu u cho anh một bát cơm nóng nhé. Nói rồi, liền tay năm tay mười vo gạo cắm phích điện còn trí tài và như đắc bảo nhau lái xe về nhà lấy thêm thức ăn trong phòng chỉ còn hai người hoàng ánh náy tự nhiên lại làm mọi người vất vả liên nhìn hoàng với ánh mắt ý nhị và ấm cúng chính mọi người mới đang làm anh vất vả thì có anh cố lên nhé em luôn nghĩ anh sẽ tìm ra giải pháp cho nùng xín mà nói rồi liên đưa cho hoàng chén nước hoàng sơ tay ra đỡ liên làm như vô tình nắm lấy tay anh hai bàn tay đều ấm nóng run run người con gái sao tiền vốn bạo dạn thế mà bây giờ cũng như bị tình cảm dân trào chi phối khiến cô nói không nên lời lắp bắp em thương anh nhiều đấy anh có biết không hoàng ngập ngừng bối rối như người say thuốc anh đành để yên tay anh trong bàn tay liên